Kinh văn đó là kết tập những lời dạy của Đức Phật và ghi thành văn tự. Lúc tối sơ được viết bằng cổ ngữ Ấn Độ, Phật Pháp được truyền từ Ấn Độ sang các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân, và hiện đang lan rộng đến các nước phương Tây. Phần lớn các bộ kinh mà chúng ta hiện đang nghe được, đại đa số đều viết bằng Hán tự. Cũng chính bởi vì toàn là cổ Hán văn và còn ẩn tàng những chân lý thậm thâm, cho nên khó mà liễu giải. Nhưng trên thực tế, nếu có thể thấu hiểu các nghĩa lý trong đó, thì nội dung của nó vô cùng ảo diệu và thâm áo. Đó là vì chân lý được viết trong ấy luôn có cảm tưởng như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đồng thời, kinh văn không phải viết cho người chết, mà là viết cho người đang sống như chúng ta đây. Và bây giờ, từ trong vô số kinh điển ấy, hãy lựa ra bộ kinh mà ta thường nghe, đó là Phật Thuyết Kinh A-di-đà, để giới thiệu cùng quý đạo hữu. Tịnh độ cực lạc Phật Thuyết Kinh A-di-đà. The Pure Land of Ultimate Bliss, the Buddha speaks of Amitabha Sutra. Cách đây hơn 2.600 năm về trước, tại một hang động trong núi thuộc xứ Ấn Độ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đã từng thuyết giảng qua một bộ kinh như thế này. Vị tôn giả đang nói ở trước đại chúng là Ngài A Nan, vị thị giả của Đức Phật. Ngài đã nghe hết thảy các lời dạy của Thế Tôn và đang trùng tuyên lại cho đại chúng. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, trong vườn kỳ thụ cấp cô độc, cùng với đại tỳ kheo tăng 1.250 vị, đều là các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, cùng chư Bồ Tát Maha Tát, vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Lúc bấy giờ, Phật bảo Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, Kinh A-di-đà là một trong những bộ kinh hiếm thấy nhất trong kinh văn. Không có ai thưa hỏi Đức Thế Tôn về điều gì cả, cho đến Ngài Xá Lợi Phất, vị đệ tử được tôn xưng là trí tuệ đệ nhất, cũng chỉ chăm chú lắng nghe. Từ đây về hướng Tây, vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà, hiện đang thuyết pháp ở đó. Trước tiên, Đức Thế Tôn nói là tịnh độ Cực Lạc ở hướng Tây. Tại sao lại ở hướng Tây? Bởi vì hướng Tây là lúc mặt trời lặn, mặt trăng cũng xuống, hết thảy vạn vật đều quy tụ về nơi này, cũng biểu thị là nơi trở về cuối đời của mọi người, cho nên vị trí phương Tây được xem là thích hợp nhất. Tiếp đến, Đức Thế Tôn nói tịnh độ Cực Lạc là từ đây vượt qua 10 vạn ức cõi Phật. 10 vạn ức mang ý nghĩa là nhiều vô hạn lượng, cho nên đây không phải là khoảng cách có thể lường được, nhưng có thể xem nơi ấy là biểu hiện của một thế giới hoàn mỹ chân thật. Đó chính là tịnh độ Cực Lạc thế giới. Đức Thế Tôn nói rằng trong cõi nước ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà, hiện đang thuyết pháp ở đó. Hiện đang thuyết pháp không những chỉ vào thời của Đức Phật, mà vẫn còn cho đến 2.600 năm sau, vào thời đại bây giờ. Đó là sự hiện tại vĩnh hằng. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc? Chúng sinh trong cõi nước ấy không có các khổ, chỉ thọ những điều an vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Cuộc đời là bỡ khổ, ai cũng đều sinh ra và lớn lên, ai rồi cũng phải trải qua 4 giai đoạn của sanh lão bệnh tử. Trong đó, có người thì cầu gì cũng chẳng được tội ý, có kẻ thì người yêu thương phải biệt ly, còn có người thì kẻ oán thù luôn phải đụng nhau. Đó cũng là nói, phàm hỡi sống trong thế giới đầy thống khổ thì làm sao mà được như ý nguyện. Nhưng trái lại, ở thế giới của Đức Phật A-di-đà thì không có những sự đau khổ ấy,
mà toàn là các điều an vui vi diệu bậc nhất. Cho nên thế giới đó gọi là tịnh độ cực lạc. Vậy thì tịnh độ cực lạc thật ra là thế giới như thế nào? Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ có 7 lớp lan can, 7 lớp lý văn, 7 lớp hàng cây, đều do 4 thứ châu bảo bao quanh giáp vòng, cho nên gọi nước đó tên là cực lạc. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ có ao 7 báo với nước 8 công đức tràn đầy trong ấy. Để ao dùng toàn là cát vàng để trải làm đất. Ấn Độ là một quốc gia nóng bức và khô ráo, cho nên đối với họ mà nói thì bóng cây mát mẻ và dòng nước trong sạch là hai bảo vật vô cùng trân quý. Vì thế Đức Thế Tôn muốn hình dung vẻ đẹp của tịnh độ, trước hết Ngài nhắc đến sự mỹ lệ của hàng cây và ao nước để biểu thị cho các điều tốt đẹp của cõi tịnh độ. Đức Thế Tôn lại nói có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới văn, 7 lớp hàng cây. 7 lớp lan can biểu thị cho giới, 7 lớp lưới văn biểu thị cho định, 7 lớp hàng cây biểu thị cho tuệ. Mỗi thứ đều mang số 7, đó cũng biểu thị cho 7 khoa trong 37 phẩm trợ đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Các bậc thềm ở 4 phía đều do vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên có những lầu cát cũng do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não dùng để trang sức. Trong ao có hoa sen to lửa như bánh xe, màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh sáng trắng, thơm khiết vi diệu. Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà không giống như thế giới này, phải nhờ đến ánh sáng mặt trời mới soi thấy màu sắc. Ngược lại, các bảo vật nơi đó thì tự chúng phóng ra ánh sáng. Này Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thường trổ nhật trời, vàng kim làm đất, ngày đêm sáu thời mưa hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong nước đó thường vào buổi sáng sớm lấy những túi vải đựng các thứ hoa vi diệu đem cúng dường 10 vạn ức Phật độ ở phương khác. Khi đến giờ thọ trai, họ liền trở về cõi nước mình, dùng cơm xong rồi đi kinh hành. Này Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cõi nước đó thường có các loài chim với nhiều màu sắc, xinh đẹp lạ thường như bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần dạ và chim cộng mạng. Những loài chim này ngày đêm sáu thời hót lên âm thanh hòa nhã, tiếng ấy diễn sướng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần và các pháp như vậy. Khi chúng sanh ở cõi nước đó nghe được thanh âm này, họ thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phật, Pháp, Tăng. Phật là Phật Đà, tức là bậc giác ngộ viên mãn. Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Tăng là các vị tu hành, thọ trì giáo Pháp của Phật để đạt đến giác ngộ. Phật Pháp Tăng gọi là Tam Bảo bởi vì là ba điều trân quý và quan trọng nhất trong Phật giáo. Này Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng các loài chim này thật là do tội báo mà sinh ra. Tại sao thế? Vì cõi nước Phật kia không có ba ác đạo. Tam ác
đạo là thế giới mơ hoặc đáng sợ. Trước tiên là địa ngục. Đây là nơi của những kẻ do sân hận mà tạo thành. Sau khi chết, họ ở nơi này để đền tội và phải thọ khổ, thân tâm đau xiết khôn lường. Thứ hai là ngạ quỷ, là thế giới của những kẻ tham lam, không chịu bố thí nên phải chịu thống khổ của đói khát. Sau cùng là súc sanh, là thế giới của những kẻ vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ. Này Xá Lợi Phất, ở cõi nước Phật kia, ngay cả tên của ba ác đạo còn không có, hà huống lại có thật. Những loài chim ấy đều do Đức Phật A Di Đà vì muốn cho pháp âm tuyên lưu mà biến hóa ra như thế. Loài chim là súc sanh, tại sao chúng cũng được ở cõi tịnh độ? Đây có lẽ là lời giải đáp sẵn của Đức Phật khi có người nghi vấn về điều này. Từ câu nói trên, ta có thể cảm nhận được cách nghĩ của Thế Tôn. Chẳng những là chim mà hết thảy tịnh độ cực lạc thế giới đều là do tâm nguyện của Đức Phật A-di-đà hiển hiện ra. Này Xá Lợi Phất, ở cõi nước Phật kia, gió thổi nhẹ làm lay động các hàng kỳ báo và màn lưới báo, phát ra âm thanh vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời trỗi lên. Những ai nghe được tiếng ấy rồi đều sẽ tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Đến lúc này, Đức Phật sẽ thuyết giảng về ánh sáng quang minh đẹp đẽ của tịnh độ cực lạc. Đây là một thế giới chân thật và Ngài mong muốn mọi người đều cầu vãng sanh về cõi nước đó. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cõi nước mười phương không bị chướng ngại. Thế nên hiệu là A-di-đà. Cuối cùng thì Thế Tôn đã nói về Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà còn có danh hiệu là Vô Lượng Quang. Ánh sáng của Ngài nhiều vô lượng và chiếu khắp thập phương thế giới. Ánh sáng của trí tuệ thì vô cùng vô tận và cũng chính là ánh sáng vô biên của Pháp Thân. Khi được ánh quang minh của trí tuệ chiếu đến, thời sẽ khiến chúng sanh thấu rõ các pháp chân chánh, ly khổ đắc lạc. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài dài vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, thế nên gọi là A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật A-di-đà từ khi thành Phật cho đến nay đã được 10 kiếp. A-di-đà là cổ ngữ của Ấn Độ mà Thế Tôn đã dùng. A có nghĩa là vô, chữ phủ định. Di đà nghĩa là đo lường. Cho nên nếu ghép lại thì sẽ mang ý nghĩa là vô lượng và không thể lường được. Thế Tôn nói ánh sáng của Đức Phật A-di-đà là vô lượng. Bây giờ Ngài lại nói thọ mạng của Đức Phật A-di-đà là dài vô lượng. Đó cũng ngộ ý rằng Đức Phật A-di-đà có ánh sáng và thọ mạng vĩnh hằng, là vị Phật luôn tiếp dẫn chúng sanh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn, đều là những vị A-la-hán, không bị chướng ngại.
không thể dùng toán số mà biết được, còn chư Bồ Tát thì cũng nhiều như vậy. Thanh văn là các bậc tu hành nhờ nghe được pháp âm của Phật mà ngộ đạo. A-la-hán là bậc tôn quý trong thanh văn, họ đã thoát ly khỏi sự mơ hoặc và phiền não. Bồ-Tát cao hơn một bậc, các ngài vì chúng sanh u mê mà tiếp dẫn họ về chánh giác, rồi sau đó mới thành Phật. Tất nhiên, tịnh độ của Đức Phật A-di-đà là một thế giới bình đẳng, cho nên giữa các đệ tử không có gì sai biệt. Mọi người đều được Đức Phật A-di-đà giáo hóa mà giác ngộ. Ở đây cũng y như các loài chim vừa thuyết giảng lúc nãy. Do đó, thanh văn, A-la-hán hay Bồ-Tát cũng đều không có sự phân biệt. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, chúng sanh được sinh về cõi nước Cực Lạc đều là những vị bất thối chuyển. Trong đó có nhiều vị là nhất sanh bổ xứ. Số ấy rất đông, không thể dùng toán số mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nào nghe được những điều này nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước kia. Tại sao thế? Vì sẽ được câu hội một nơi với các bậc thượng thiện nhân. Được câu hội một nơi, đó cũng là hội hợp cùng một chỗ. Nếu vãng sanh đến tịnh độ Cực Lạc thì có thể gặp các thánh giả cùng song thân quyến thuộc quá vãng. Mọi người đều được Đức Phật A-di-đà giáo hóa và giác ngộ thành Phật. Lời nói này của Thế Tôn đã an ủi và khích lệ cho biết bao nhiêu người. Như vậy thì phải làm sao mới có thể vãng sanh đến tịnh độ Cực Lạc? Bây giờ đã tới đoạn quan trọng nhất trong kinh A-di-đà. Đức Thế Tôn nói trước tiên là phát nguyện, cũng chính là phát nguyện vãng sanh về cõi nước kia. Này Xá Lợi Phất, không thể chỉ có chút thiện căn và phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia đâu. Đức Thế Tôn nói, không thể chỉ có chút thiện căn và phước đức nhân duyên. Vậy tích lũy thiện căn trong nhiều kiếp tu hành có đủ chăng? Hình như cũng không phải vậy. Cho dù là người ưu tú đến thế nào thì sức người có hạn. Vả lại, nếu còn tự mình cho rằng đã làm việc thiện và sanh tâm khoe khoang tự mãn thì không thể đạt được. Bây giờ nói về tự lực. Tự lực đó là nhờ vào sức lực của chính bản thân mình để đạt đến sự giác ngộ thành Phật. Tổ sư Tịnh Độ cho rằng tự lực rất khó mà đạt thành tâm nguyện. Thế thì những người đã mất đi tự lực như chúng ta, thời phải làm sao đây? Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói về Phật A-di-đà và chấp trì danh hiệu? Danh hiệu đó là danh xưng Nam-mô-a-di-đà-phật. Chấp trì danh hiệu chính là tín tâm thọ trì, ngợi khen và sướng tụng danh hiệu. Chấp trì danh hiệu cũng tức là niệm Phật vậy. Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn. Một ngày hay bảy ngày đều được cả. Điều quan trọng không phải là số ngày hoặc số lần niệm Phật. Quan trọng là tin tưởng vào sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Nếu nhất tâm chấp trì danh hiệu và niệm Nam-mô-a-di-đà-phật thì sẽ không sanh tạp niệm và lòng chẳng bị tán loạn. Người ấy, đến lúc lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra ở trước mặt. Khi người này mãn chung, tâm không điên đảo, liền đắc vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A-di-đà.
Sơ tổ của tông Tịnh Độ cho rằng đoạn này trong kinh A-di-đà hàm chứa một ý nghĩa rất thâm sâu. Đức Phật A-di-đà trước khi thành Phật, Ngài đã phát đại nguyện để cứu độ hết thảy chúng sanh. Và khi đại nguyện thành tựu thì hóa thành lục tự danh hiệu. Cho nên khi niệm Nam Mô A-di-đà Phật thì nguyện lực của Đức Phật A-di-đà sẽ phát khởi trong tâm của người đó. Đây gọi là tha lực. Khác với sự tu hành ngộ đạo của tự lực, tha lực nương vào oai lực của Đức Phật A-di-đà và tin vào thệ nguyện cứu độ chúng sanh của Đức Phật A-di-đà. Đây chính là nhị lực niệm Phật, là phương pháp duy nhất để đối với nghiệp tội thâm trọng và chìm đắm trong dục vọng như chúng ta mới có thể vãng sanh đến tịnh độ cực lạc. Khi chúng ta nhắc tâm niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà thì Đức Phật A-di-đà nhất định hiện ra mà không cần phải đợi đến lúc lâm chung mới thấy. Bây giờ đã có dẫn chứng về sự vãng sanh đến tịnh độ cực lạc rồi. Đây có lẽ là dụng ý thật sự của Đức Thế Tôn khi thuyết giảng về kinh A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, vì ta thấy được sự lợi ích như thế nên mới nói điều ấy. Nếu có chúng sanh nào nghe được những lời nói đây nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi về sự lợi ích không thể nghĩ bằng công đức của Phật A Di Đà thì ở phương Đông cũng có. Ở thế giới phương Nam có. Ở thế giới phương Tây có. Ở thế giới phương Bắc có. Ở thế giới phương dưới có. Ở thế giới phương trên có. Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Vì sự chân thật của bộ kinh này không thể nghĩ bàn nên thập phương chư Phật đều đồng đến chứng minh. Đây gọi là sự chứng minh của chư Phật. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Tại sao gọi là kinh được hết tẩy chư Phật hộ niệm? Bộ kinh này gọi là kinh A-di-đà và người phiên dịch từ tiếng Phạn sang Hán văn là Tam Tạng Pháp Sư Câu Ma La Thập. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này và thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của các đức Phật, thì những thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đều sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và đều được bất thối chuyển nơi đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ở đây, việc nghe rất là trọng yếu. Không những chỉ tai nghe mà còn phải hết lòng thọ trì danh hiệu và không sanh tâm hoài nghi. Như thế sẽ được chư Phật gia hộ và chống ngộ lý vô thường. Vì thế, này Xá Lợi Phất, các ông nên tin nhận lời ta và lời của chư Phật nói. Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi nước của Phật A Di Đà, thì những người ấy hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về cõi nước kia, đều được bất thối chuyển nơi đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.
Vì thế, này Xá Lợi Phất, trong các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có ai tín thọ, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta mà nói lời như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được những việc rất khó và hiếm có thể ở cõi ta bà trong đời ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và vì các chúng sanh nói pháp mà tất cả thế gian đều khó tin. Đức Phật nói, ở thế giới của chúng ta tràn khắp năm thứ ô trược. Các loại ô trược đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Kiếp trược là thời gian ô trược, thế giới hỗn loạn, phạm pháp, dịch bệnh, chiến tranh. Kiến trược là sự hiểu biết sai lầm, lòng nhớ tưởng đến các pháp tà ác. Phiền não trược là sự phiền não sanh từ lòng tham lam, sân hận, ngu si, kiêu mạn và hoài nghi. Chúng sanh trược là sự ô nhiễm của ý niệm và trôi theo dòng ái dục. Mạng trược là sự giảm ngắn của tuổi thọ. Này Xá Lợi Phất, ông nên biết, ta ở trong đời ác năm trược, làm những việc khó làm, đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vì hết thảy thế gian mà nói pháp khó tin này, thật là rất khó. Và như vậy, Đức Thế Tôn đã dùng lời thuyết pháp của mình cùng sự chứng minh của chư Phật mười phương, tuyên nói về hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà luôn mãi cứu độ chúng sanh. Đức Phật A-di-đà vì chúng ta là những người đã không thể tự lực tu hành trong thời mạt pháp, mà chỉ bày phương pháp để tất cả đều được độ thoát, đó chính là sáu chữ hồng danh Nam-mô A-di-đà Phật. Khi Phật thuyết kinh này xong, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ kheo, tất cả trời người, A-tu-la trong thế gian, sau khi nghe Phật nói, đều hoan hỷ tín thọ, đảnh lễ, rồi cáo lui.